Cách đây 5 năm, một số hộ dân ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ mang các gốc cây này ra để trồng trên các diện tích đất nông nghiệp của gia đình. Tại xã Thanh Long còn có cụm công nghiệp làng nghề Mộc Thụy Lân với diện tích 10 hecta nên rất dễ xảy ra việc trồng cây trục lợi chính sách. Đây là những cái cây mà trồng để trục lợi của người dân. Thế nhưng sau khi mà người dân cố tình trồng thì chúng tôi cũng đã thành lập đoàn là để xuống để ghi nhận hiện trạng của thửa ruộng và lập biên bản và xác nhận những cây mới trồng, và chúng tôi đã cho vào biên bản cũng như đã có những hình ảnh lưu trữ về Ủy ban Nhân dân xã để sau này khi tiến hành thu hồi thì chúng tôi sẽ không đưa vào phương án đền bù. Gia đình ông M ở thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ trồng gần 30 gốc cây này vào diện tích trồng chuyển đổi của gia đình từ năm 2019 khi nghe thông tin về dự án cụm công nghiệp Đồng Than được quy hoạch và triển khai. Tuy nhiên, thôn và xã Đồng Than đã có các biện pháp để kịp thời thông tin ngăn chặn. Chúng tôi cũng đã họp lại quán triệt cùng với các cơ sở thôn là đi kiểm đếm nó phải rõ ràng, cây mới, cây cũ. Cây mới thì nếu có những cái hiện tượng mà trồng mới thì chúng tôi cương quyết là không kiểm đếm các cái cây đó, bởi vì nó có yếu tố trục lợi đây là tuyệt đối nó không kiểm đếm. Thành lập một cái tổ công tác thì thường xuyên anh em tôi đi tuần tra kiểm soát, có dấu hiệu đó là nhắc nhở, hóa hai là thiết lập biên bản yêu cầu gia đình là không được trồng, và cũng nói rõ luôn là nếu cứ cố tình mà trồng thì sau này sẽ không được đền bù bồi thường hỗ trợ. Thôn cũng đã tuyên truyền là sau khi mà đã có cái thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện thì là gia đình là không nên trồng cây vào cái diện tích đất của hộ gia đình mình.